Vừa qua, công ty cổ phần đầu tư xây dựng và cơ điện Thiên Phú thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban dân huyện Tiểu Cần tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án trường mầm non Hoa Hồng. Đến dự có ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trà Vinh. Công trình dự án trường mầm non Hoa Hồng có điểm xây dựng tại thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần với tổng diện tích sử dụng trên 2.660 m², trong đó có trên 571 m² thuộc hành lang an toàn công trình đường bộ với tổng mức dự án đầu tư 37 tỷ đồng, thiết kế 10 lớp học, đảm bảo nuôi dạy cho trên 300 trẻ mẫu giáo. Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trà Vinh cho biết, công trình dự án trường mầm non Hoa Hồng hoàn thành sẽ củng cố phát triển mạng lưới trường lớp mầm non phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ em, góp phần thực hiện tốt quy hoạch tổng thể phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2020-2025. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trà Vinh Nguyễn Quỳnh Thiện đề nghị nhà đầu tư đảm bảo dự án thi công đúng tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả theo yêu cầu. Dịp này, công ty cổ phần đầu tư xây dựng và cơ điện Thiên Phú, thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 20 suất học bổng cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại trường tiểu học thị trấn Tiểu Cần với mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và nhiều phần quà Tết cho dân nghèo ở địa phương.